Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Chương trình là tiến sĩ Phật học của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ năm 2019. Đó là niềm vui lớn của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam nói riêng và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Tôi phụ trách hồ sơ và thủ tục và tiến sĩ trải qua 11 năm thì chúng ta mới biến ước mơ chánh đáng trở thành hiện thực. Thì chương trình tiến sĩ Phật học đó, ở tại học viện của chúng ta cũng giống như các trường tiêu chuẩn trên thế giới thì bao gồm có các học phần bổ sung đối với các nghiên cứu sinh chưa có nền tảng Phật học ở chương trình cử nhân và thạc sĩ. Thì phần này phần lớn các nghiên cứu sinh đó đã hoàn tất. Phần thứ hai đó là các chuyên đề mang tính nâng cao và chuyên sâu, trong số đó có những chuyên đề đó đào sâu về phần so sánh để giúp các nghiên cứu sinh có thể ngoài việc nắm chiều sâu về Phật học đó, còn có cơ hội đối chiếu những khái niệm học thuyết quan trọng trong Phật giáo với các trường phái triết học ở Ấn Độ cũng như là phương Tây. Phần thứ ba đó là phần viết luận án mà các cử sinh đó đều đã trình bày đề cương tiến sĩ rồi. Vì vậy song song với việc học các chuyên đề ở cấp tiến sĩ thì theo tôi đó thì các cử sinh mỗi ngày đó, nên dành ra một giờ để sưu tầm các tài liệu liên hệ đến luận án và tài liệu nào cho chương nào đó đã được đầy đủ đó là có thể tiến hành viết, chứ không chờ cho đến lúc mình xong các học phần về chuyên đề rồi mới tiến hành. Niềm vui thứ hai của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó là đề án đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chương trình tiếng Anh cho gần 300 sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ 27 quốc gia đó đã đi được 2/3 đoạn đường. Phần còn lại đó là đang chờ sự xét duyệt thủ tục của chính phủ. Nếu thủ tục thuận lợi đó thì dự kiến vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 đó, thì chương trình này sẽ được thực hiện. Kế hoạch đó là trường chúng ta sẽ mở rộng cho sinh viên quốc tế theo đúng nghĩa cho lần đầu tiên. Thì, các giáo sư giảng dạy đó phần lớn là thỉnh giảng đến từ nước ngoài để góp phần đáp ứng các cái nhu cầu nghiên cứu cho sinh viên quốc tế. Nếu chương trình này được thực hiện đó, thì là thành công rất là đáng được khích lệ. Thì hiện tại thì đã có 150 nghiên cứu sinh đăng ký cho chương trình tiến sĩ và khoảng 140 học viên đăng ký cho chương trình thạc sĩ tiếng Anh. Thì tôi là người đặc trách về chương trình này, cũng là người bảo trợ chính cho việc
miễn toàn bộ các học phí, cũng như là ăn ở và bao luôn cả vé máy bay cho sinh viên quốc tế để quốc tế hóa học viện của chúng ta. Và theo kế hoạch đó, thì đến năm thứ tư trở đi đó thì chúng ta sẽ trở lại bình thường mà không có bảo trợ nữa. Thì lúc đó thì sinh viên quốc tế đã biết nhiều đến học viện của mình và kỳ vọng là mỗi năm chúng ta cũng đón nhận được vài trăm sinh viên quốc tế cho hai chương trình thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học. Tôi xin chúc mừng chính là nghiên cứu sinh hội đủ các điều kiện để trở thành là những hạt giống đầu tiên chương trình tiến sĩ, và đó là một vinh dự lớn. Mặc dù từ năm 2012 chương trình thạc sĩ của chúng ta được bắt đầu, nhưng rồi nó cũng có những cái trục trặc nhất định, cho đến bây giờ thì tiến sĩ mới chính thức được khai giảng. Thì so với cái tiến độ đó thì chúng ta cũng đã bị muộn đi vài năm, rất là đáng tiếc, nhưng mà muộn vẫn còn hơn không. Thì kỳ vọng là mỗi năm chúng ta sẽ có được các nghiên cứu sinh khoảng được chục người, nhiều hơn càng tốt. Và nếu các nghiên cứu sinh có thể học chương trình tiếng Anh được đó thì nhập chung với chương trình tiếng Anh thì cái thuận lợi nó sẽ nhiều hơn, vì chúng ta sẽ có cơ hội học được ở các giáo sư thỉnh giảng nổi tiếng về Phật học ở Ấn Độ, Tích Lan, Anh Quốc, Hoa Kỳ và Đài Loan. Trong chuyên đề đầu tiên của chương trình tiến sĩ Phật học đó, do tôi phụ trách là khái niệm giải thoát trong triết học Ấn Độ, thì cái dự thảo ban đầu đó là triết học Phật giáo về giải thoát. Thì nội dung của giải thoát trong triết học Ấn Độ thì rộng hơn, nó giúp cho chúng ta có được cơ hội đánh giá quan điểm này, học thuyết này đó từ nhiều góc nhìn khác nhau, bao gồm hai trường phái chính, đó là trường phái đa thần, còn được gọi là trường phái Đạo Bà La Môn, và thứ hai đó là trường phái vô thần, còn được gọi là trường phái Sa Môn. Thì trong trường phái vô thần đó thì tôi sẽ giới thiệu từ 3 cho đến 5 trường phái. Trong số đó thì Phật giáo vẫn là trường phái tiêu biểu nhất, quan trọng nhất, ảnh hưởng nhất trong các trường phái triết học vô thần tản đoạn. Còn trường phái hữu thần, cụ thể hơn là đa thần Ấn Độ giáo đó, thì chúng ta sẽ đào sâu vào 6 phái triết học Ấn Độ chính thống Astika để nghiên cứu cái quan điểm giải thoát ở trong kinh điển Vệ Đà có trước thời Đức Phật và Upanishad có đồng thời một số phần lớn đó là sau thời của Đức Phật, để chúng ta có thể so sánh đối chiếu rằng là bằng tuệ giác vô sư đó thì Đức Phật đã mở ra một truyền thống tâm linh mới, và đó là con đường tỉnh thức để dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Thì theo kế hoạch đó, thì tôi sẽ cố gắng trình bày giải thoát trong triết học đa thần Ấn Độ đó một phần nữa số tiếp, và số còn lại đó thì dành cho triết học giải thoát trong trường phái Sa Môn, và nhấn mạnh đến Phật giáo thì Phật giáo sẽ chiếm nhiều cái số tiết ở trong phần này. Và với cái cấu trúc của môn học đó thì phần này trình bày về giải thoát của Phật giáo vẫn là chính yếu để chúng ta có thể đào sâu về cái lịch sử của khái niệm. Thứ nhất là về sách tham khảo cho chuyên đề này đó, thì gồm có sách tham khảo tiếng Việt với các quyển như sau: Tư tưởng Ấn Độ theo dòng lịch sử của tác giả Albert Schweitzer do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
ấn hành năm 2008, quyển kinh văn của các trường phái triết học Ấn Độ do giáo sư Doãn Chính chủ biên, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002, quyển lịch sử triết học phương Đông do giáo sư Doãn Chính chủ biên, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2015, quyển lịch sử văn minh Ấn Độ của học giả Will Durant do Nguyễn Lê Dịch, nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội tái bản năm 1996, quyển Tư tưởng giải thoát trong triết học Ấn Độ của giáo sư Doãn Chính, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 97, đây là luận án tiến sĩ của tác giả, quyển Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ của giáo sư Albert Conyers do Thượng tọa Hạnh Viên dịch, nhà xuất bản Phương Đông ấn hành năm 2007, quyển Triết học Ấn Độ một cách tiếp cận mới của học giả Harris Zimmer do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2016, quyển 10 tôn giáo lớn trên thế giới do Hoàng Tâm Xuyên chủ biên, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 1999, quyển Tinh hoa triết học Ấn Độ của học giả Junjo Takakusu do Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch, nhà xuất bản Đông Phương tái bản năm 2019, quyển Biện chứng giải thoát trong tư tưởng Ấn Độ của Nghiêm Xuân Hồng, nhà xuất bản Quan điểm Sài Gòn năm 1966, quyển Lịch sử triết học phương Đông của giáo sư Nguyễn Đăng Thục do nhà xuất bản Hồng Đức tái bản năm 2016, quyển Sáu phái triết học Ấn Độ của Hòa Thượng Mạn Giác, Chùa Việt Nam, Hoa Kỳ xuất bản năm 2002. Thì đó là các sách giúp cho chúng ta có cái nhìn khái quát về lịch sử triết học Ấn Độ nói chung, và trong đó nó có học thuyết giải thoát trong hai trường phái triết học đa thần và vô thần tản độ. Về sách tham khảo tiếng Anh đó, thì quyển An Introduction to Indian Philosophy của giáo sư Satish Chandra Chatterjee do nhà xuất bản Trường Đại học Calcutta ấn hành năm 1984, quyển An Introduction to Hinduism của giáo sư Gavin Lutz do nhà xuất bản Đại học Cambridge ấn hành năm 1996, quyển Essentials of Indian Philosophy của giáo sư Harry Yana, nhà xuất bản Motilal Bhasinadas năm 1995, quyển Dust Speck Lost Maria do học giả Dulichand Change xuất bản, tác làm tác giả, nhà xuất bản Sima Krishna Mart ấn hành năm 1998, quyển Hinduism Past and Present của học giả Axel Michaels xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học và Princeton vào năm 2004, quyển Indian Philosophy tập 1 do Tổng thống Ấn Độ Rajendra Kishan sáng tác năm 1929 và nhà xuất bản George Allen and Unwin của London, Anh Quốc. Quyển thứ hai cũng của giáo sư Rajendra Kishan và giáo sư Moore cùng hợp tác là A Source Book in Indian Philosophy do nhà xuất bản Princeton ấn hành vào năm 1967. Thì đó là hai nguồn tư liệu căn bản được khích lệ để đọc nhằm giúp cho các nghiên cứu sinh có thể nắm lẫn chiều rộng và chiều sâu
của chuyên đề giải thoát trong triết học Ấn Độ. Thì phần khảo sát này sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là sâu sắc và toàn diện về nội hàm giải thoát trong các trường phái tôn giáo và triết học tại Ấn Độ nói chung. Sau đây là phần nội dung căn bản của chủ đề 1, đó là tổng quan về triết học Ấn Độ. Chủ đề này là phần nhắc lại những gì mà chúng ta đã học khái quát ở chương trình thạc sĩ, nhất là chương trình cử nhân dẫn nhập triết học Ấn Độ. Phần 1, khái niệm triết học Ấn Độ. Trong tiếng Anh, triết học Ấn Độ gọi chung là Indian Philosophy. Thì khái niệm này chỉ chung cho các truyền thống tâm linh bao gồm tôn giáo và triết học Ấn Độ cổ đại, mà lúc đó được gọi như là một cái tiểu lục địa Ấn Độ, tức là cái về địa dư rất là lớn. Nếu tính vào thế kỷ thứ 3 đó, trước Tây lịch, trong giai đoạn đại đế Ashoka ngự trị đất nước đó, thì Ấn Độ thì bao gồm luôn cả Pakistan, Bangladesh, Nepal, Afghanistan, và thỉnh thoảng đó, chiếm luôn cả một phần của những cái khu vực lân cận nữa. Còn hiện tại thì Ấn Độ nhỏ hơn rất là nhiều so với cái tiểu lục địa ngày xưa. Về phạm vi thì triết học Ấn Độ đó, gồm có hai truyền thống chính. Thứ nhất là triết học chính thống Ấn Độ, trong tiếng Sanskrit gọi là Astika, gồm có 6 trường phái chính: trường phái Naya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Mimamsa và Vedanta. Thì đây là 6 trường phái thể hiện 6 quan điểm triết học với những điểm tương đồng và dị biệt. Và trong số 6 trường phái này đó, cũng có một số trường phái tức là du hòa, một bên đó cũng còn chấp nhận cái tính cách hữu thần, và một bên đó có khuynh hướng là đi về cái sự vô thần, tức là không nhấn mạnh về các cái quan điểm hữu thần lắm. Và nhóm thứ hai đó là triết học phi chánh thống Nastika. Thì tiếp đầu ngữ N trong cái chữ này đó, Astika là một phủ định từ để cho thấy đây là các trường phái không chấp nhận về thẩm quyền chân lý của kinh điển Vệ Đà vốn do 6 trường phái triết học chánh thống đã dựa vào. Thì có 5 trường phái triết học phi chánh thống, hay còn gọi là triết học vô thần, bao gồm Jainism, Kỳ Na giáo, Buddhism, Phật giáo, Ajivika, Ajana và Chavaka. Chavaka là chủ nghĩa duy vật, Ajana đó là thuyết ngụy biện, hoài nghi. Thì cả 4 trường phái triết học vô thần Ấn Độ có cùng thời với đạo Phật, và trước đạo Phật á, có khi là vài năm cho đến là vài chục năm thôi. Tức là cái sự tồn tại của nó được đánh giá vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Thì trong chuyên đề giải thoát triết học Ấn Độ đó, thì phần triết học của phái vô thần sẽ được nhấn mạnh chính yếu là phía Phật giáo.
Bốn phái còn lại đó thì chúng ta sẽ khảo cứu mỗi một phái 2 tiết thôi. Còn thời gian dành chính yếu vẫn là cho chuyên đề về Phật học, để chúng ta có thể thấy là từ hai truyền thống triết học hữu thần và vô thần có những cái quan điểm dị biệt về giải thoát. Đạo Phật có mặt ở trong cái bối cảnh lịch sử đa nguyên tôn giáo đó, thì cái quan điểm của Đạo Phật về vấn đề này như thế nào, và thông qua đó chúng ta có thể khẳng định rằng các quan điểm cho rằng Đạo Phật là tích hợp triết học của Ấn Độ cổ đại đó là một sự sai lầm. Trong năm trường phái vô thần và các trường phái hữu thần của triết học Ấn Độ đó, thì hiện nay đó còn tồn tại và phát triển bao gồm học thuyết và sinh hoạt tín ngưỡng thì gồm có Phật giáo, Kỳ Na giáo, Yoga, Shaiva và Vệ Đăng Đà. Thì trong các phái của bà La Môn giáo đó, gọi chung đó là tôn giáo đa thần đó, thì phái Vệ Đăng Đà với lại Shaiva là phát triển khá mạnh. Còn vô thần đó chỉ còn có Phật giáo và Kỳ Đại giáo. Kỳ Đại giáo chỉ là một thiểu số tồn tại chính yếu ở tại Ấn Độ và những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn minh tôn giáo và triết học Ấn Độ thôi. Chỉ có Đạo Phật vươn mình trở thành là tôn giáo toàn cầu, và Bà La Môn giáo ngày nay đó hình thái chính yếu đó là Vệ Đăng Đà thì cũng đã bắt đầu vươn mình ra thế giới trong vòng 100 năm qua, mà tầm ảnh hưởng của nó đó thì vẫn giới hạn ở trong cộng đồng người Ấn Độ di dân đến các châu lục sinh sống, chứ còn nó chưa lan tỏa được đối với các cộng đồng ở các châu lục khác hay nhỏ. Các giai đoạn chính lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại đó ra đời vào khoảng năm 1000 trước Tây lịch và đạt đến đỉnh cao vào khoảng đó là thế kỷ thứ nhất. Trong khoảng 1000 năm đó đó thì cái giai đoạn được xem là phát triển mạnh nhất, có tầm ảnh hưởng nhất, chi phối lịch sử tư tưởng của các triết gia Ấn Độ là 800 năm trước Tây lịch cho đến 200 năm là sau Tây lịch. Tức là nó cũng kéo dài 1000 năm, tức là từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ hai Tây lịch đó, thì cái ảnh hưởng của các trường phái triết học Ấn Độ đó vẫn còn rất là lan mạnh. Thì sau cái giai đoạn này chủ yếu là duy trì và phát triển thêm đó là một số ít thôi, bổ sung các khái niệm rồi các chú sớ về các cái quan điểm triết học chính thống hoặc là phi chính thống có trước đó. Về các niên đại đó thì giờ chúng ta cần lưu tâm một số cái dấu mốc quan trọng. Trước cho đến thời điểm 1500 năm trước Tây lịch thì đây là giai đoạn của kinh điển Vị Đà và Upanishad. Thì chúng ta nên biết đó là thời kỳ Vị Đà đó có trước Đạo Phật đó chủ yếu chỉ có 3 tập thôi. Thì sau khi Đức Phật qua đời đó thì bộ Vị Đà thứ 4 mới bắt đầu được bổ sung vào. Và khi được bổ sung đó, thì dĩ nhiên cái quá trình tiếp biến văn hóa về phương diện tôn giáo và triết học thì bộ Vị Đà thứ 4 cũng đã tiếp thu một số quan điểm Phật học đó, đưa vào bên trong. Và tương tự Áo Nghi Thư đó, nó là một cái tuyển tập đồ sộ về tôn giáo và triết học Ấn Độ, và nó lên đến cả 108 tác phẩm hoặc hơn thế. Nhưng mà bắt đầu của nó chỉ có 10 tác phẩm thôi đó. Thì những cái tác phẩm ra đời sau Đức Phật Thích Ca đã tiếp thu cũng rất nhiều các tư tưởng Phật học và họ dung nạp vào trong Áo Nghi Thư. Từ giai đoạn 600 năm cho đến 500 năm trước Tây lịch đó, thì chúng ta chứng kiến cái sự bùng nổ của hai trường phái vô thần mạnh nhất, đó là Phật giáo và Kỳ Na giáo. Thì cũng trong giai đoạn này đó,
thì tác phẩm nổi trội của Bà La Môn giáo, hay còn gọi là tiêu biểu nhất của đạo Đa Thần, đó là Bhagavad Gita, Chí Tôn Ca, và Manu Smriti, đó là luật Manu, quy định về trật tự xã hội, pháp lý, dân sự, tôn giáo của những người theo đạo Đa Thần, mà cụ thể ngày xưa gọi là Bà La Môn giáo, nay từ thế kỷ thứ 18 thì gọi là Ấn giáo. Thì giai đoạn này đó, chúng ta thấy là cái sự tương tác giữa các triết gia Phật giáo, Kỳ Na giáo, Bà La Môn giáo diễn ra dưới các hình thái đối thoại triết học. Cụ thể giữa Đức Phật với các vị đạo sư, hoặc là các vị thánh đệ tử với các đệ tử xuất sắc của các trường phái có mặt đồng thời với Đức Phật. Cho đến năm 300 trước Tây lịch đó, thì bắt đầu sáu trường phái triết học Ấn Độ chính thống được ra đời. Có một điều mà chúng ta cần lưu nhớ đó, là khái niệm triết học trong tiếng Sanskrit mà người Ấn Độ cổ đại sử dụng đó là Dasana, chữ S đây tức là số nhiều anh hóa thôi, Dasan, đọc theo người Ấn Độ là Dasan, chữ A ở cuối từ đó là A Câm, không có đọc. Giống như chúng ta có từ Bút Phật Đà mà anh hóa là đọc thành là Buddha, rồi Tham đọc anh hóa là Tham Ma, là chánh pháp, rồi Sang đọc anh hóa đó là Sangha. Thì những cái chữ A ở cuối từ đó trở thành là A Câm, không có đọc. Như vậy thì ngày xưa đó, người Việt Nam chúng ta phiên âm cái chữ Bút rất là chuẩn với chữ Bút ở trong ngữ âm Sanskrit và Pali của Ấn Độ cổ đại. Trước năm 200 Tây lịch đó, cho 200 trước Tây lịch cho đến 200 Tây lịch, thì chúng ta thấy là triết học Ấn Độ chủ yếu là giải thích về các học thuyết và các khái niệm chính của cái giai đoạn 600 năm và 500 năm trước Tây lịch thôi. Và trong Phật giáo thì chúng ta thấy là xuất hiện Bồ Tát Long Thọ với cái tư tưởng triết học đại diện cho đạo Phật Đại Thừa rất là mạnh, và khống chế diễn đàn triết học của Ấn Độ lúc bấy giờ, vượt qua mặt và gây ảnh hưởng tác động tiếp biến văn hóa từ phía Bà La Môn giáo, tiếp thu lại từ triết học của Phật giáo Đại Thừa qua đóng góp to lớn của Bồ Tát Long Thọ. Vào khoảng giai đoạn 600 năm Tây lịch đó, thì bên phía triết học và Đa Thần, cụ thể là Bà La Môn giáo đó, thì xuất hiện một vị đạo sư vĩ đại tên là Shankara Chariya, và ông là người có công đẩy mạnh triết học Vedanta, tức là hậu Vệ Đà, lên đến một đỉnh cao. Trong đó thì chúng ta thấy là ảnh hưởng của Ngài Long Thọ nói riêng và tư tưởng triết học của Phật giáo Đại Thừa nói chung đã tác động lên tư tưởng và các tác phẩm của Shankara, tạo ra một sự cách tân rất là hoàn mục trong triết học Bà La Môn giáo. Từ 600 năm cho đến 900 năm Tây lịch đó, thì chúng ta bắt đầu thấy sự phát triển của các trường phái Ấn Độ giáo về sau này, và nổi trội nhất là Advaita và Visuddhadvaita. Hai trường phái này chúng ta sẽ điểm qua trong các cái chủ đề về khái niệm giải thoát. Ba nhỏ, các phạm trù triết học Ấn Độ dầu là theo trường phái chánh thống, tức là Đa Thần giáo, hay là trường phái phi chánh thống, tức là Vô Thần giáo, thì
các trường phái triết học Ấn Độ cổ đại đều có những cách tiếp cận về các phạm trù triết học rất là phong phú, và có lẽ đi trước lịch sử triết học của phương Tây. Và trong phạm vi của lịch sử triết học châu Á đó, thì có lẽ các phạm trù triết học của triết học Ấn Độ vẫn được xem là có nội hàm và ngoại biên rộng nhất. Và điều đó cho thấy là trí thông minh và tính triết lý của người Ấn Độ cổ đại rất là ấn tượng. Và một điều mà chúng ta cần phải xem nó như là cái tính đặc thù của triết học Ấn Độ cổ đại, đó là triết học không tách rời khỏi tôn giáo, và tôn giáo đã tạo ra triết học. Đặc điểm này đó, khó tìm thấy ở trong lịch sử triết học của phương Tây hay là lịch sử triết học của Trung Quốc. Chữ Dasana mà nãy chúng ta vừa khái quát qua đó, đó là cái tầm nhìn. Và người Ấn Độ cho rằng đó, triết học đó là cách nhìn về thế giới và con người. Cho nên đó, mỗi một trường phái triết học Ấn Độ được xem là một cách nhìn, cách đánh giá qua nhận thức của người sáng lập lên đó. Cho nên nó không dùng cái chữ ism ở trong tiếng Anh, đó là chủ nghĩa hay là học thuyết hay là tôn giáo, mà nó dùng là dasana, tức là một cách nhìn độc lập. Tại vì cái cách nhìn đó đó tạo ra những cái phạm trù triết học. Thứ nhất là vũ trụ luận, cosmology. Thì các trường phái triết học đa thần hay vô thần của Ấn Độ đều có quan điểm riêng của mình về vũ trụ luận. Một cái khái quát đó, thì Đức Phật Thích Ca trong giai đoạn 45 năm hoàn truyền chân lý và đạo đức của Ngài đó, thì vũ trụ luận của Đức Phật đó rất là đơn giản. Thứ nhất đó, cho rằng là ngoài quả địa cầu mà chúng ta đang sống, có sự sống của con người, thì trong vũ trụ bao la này đó còn có rất nhiều các quả địa cầu khác, và trong số đó mặc dù rất ít có sự sống của con người. Thứ hai đó, khái niệm Deva, tức là con người và hành tinh, về bản chất đó, đó là không phải là các thiên thần ở trong các tôn giáo của đạo Bà La Môn hay là các tôn giáo là Đông Tây khác ở cổ đại, trung đại và cận đại. Thì về sau này đó, từ khoảng 200 năm trước Tây lịch trở đi, tức là gần 400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái quan điểm tiếp biến văn hóa xảy ra trong đạo Phật đã làm cho các triết gia Phật giáo, bao gồm các triết gia Phật giáo nguyên thủy, tiếp thu một số quan điểm về vũ trụ luận của đạo Bà La Môn. Và điều đó đã được Phật giáo Đại Thừa tiếp thu lại và phát triển thêm, tạo ra là ba thế giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, phân chia ra là đến mấy chục cái cảnh giới sống, để góp phần hình thành ra cái quan điểm về vũ trụ luận. Thì cái phần này là phần phát triển về sau thôi. Còn quan điểm chính thống của Đức Phật á, thì không có phân chia cái thế giới theo cái cách mà của các triết gia tôn giáo Bà La Môn. Thứ hai, về bản thể luận, ontology, thì gồm có các cái chủ đề về siêu hình học, metaphysics, rồi khái niệm về đấng sáng thế, Brahma, rồi tiểu ngã, Atman, cũng như là mối quan hệ giữa hai khái niệm này. Thì hầu như trong triết học đa thần giáo thì mối quan hệ này là chủ đề quan trọng bậc nhất, xuyên suốt từ kinh điển Vệ Đà đến Upanishad, Bhagavad Gita, cho đến là
luật là Manu, và nó trở thành là sợi dây quan trọng nhất của lịch sử tư tưởng triết học Bà La Môn giáo. Khi đối chiếu về các khái niệm siêu hình học ở trong đạo Phật đó, thì nổi trội lên hai học thuyết quan trọng nhất mà Phật giáo Đại thừa đã phát triển từ Phật giáo Nguyên thủy, đó là Sujata, triết học tính không, và khái niệm Anatta, tức là vô ngã. Và hai khái niệm này đó đối lập lại hoàn toàn với các học thuyết của đạo Bà La Môn. Thực tế đó, những vấn đề thuộc về tư duy, các khái niệm, các ý niệm về bản chất đó đều thuộc về siêu hình học. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta cho siêu hình học là những vấn đề phi thực tiễn. Có những vấn đề nó thuộc về tư duy nhưng mà rất là thực tiễn, chúng ta không thể tiếp xúc nó bằng sự sờ mó, nhưng mà bằng cái sự cảm nhận, suy luận và bằng trực quan. Cho nên đó, tất cả các cái chiều sâu tư tưởng của nhân loại, dầu là ở phương Đông hay là phương Tây, đều thuộc về siêu hình học. Và siêu hình học là cái đỉnh cao của tư duy con người. Vấn đề còn lại là bản chất của những phạm trù siêu hình học đó có đúng với thực tại như chúng đang là, hay là phản ánh sai với thực tại mà thôi. Cho nên đừng nên ngại ngùng khi dùng những khái niệm siêu hình học Phật giáo, thì phần lớn những cái tư tưởng triết học ở trong đạo Phật đó thuộc về siêu hình học. Và tất cả các cái tư tưởng triết học của Bà La Môn giáo hay là của triết học phương Đông, phương Tây cũng thuộc về siêu hình học hết. Còn những cái mà nó thuộc về hữu hình học thì nó phần lớn là thuộc về chủ nghĩa duy vật. Mà chủ nghĩa duy vật thì thời cổ xưa ở Ấn Độ và thời kỳ thứ 6 trước Tây lịch, hay là chủ nghĩa duy vật của thời nay, chúng ta thấy nó có rất nhiều các giới hạn về nhận thức vì thiếu cái kiến thức về siêu hình học. Thứ ba, nhận thức luận, epistemology. Thì các trường phái triết học Ấn Độ cổ đại gồm Đa Thần giáo và Vô Thần giáo đều đưa ra các quan điểm về Brahmana, tức là các phương tiện nhận thức. Nhiều nhất là 6 phương tiện, ít nhất đó là 2 phương tiện. Thông dụng nhất là như chúng ta biết là nhận thức bằng trực quan, nhận thức bằng suy luận. Thì đó là hai phương diện mà các triết gia Phật giáo Đại thừa nhấn mạnh. Các triết gia Ấn Độ giáo và Vô Thần giáo ngoài Phật giáo đó thì còn thỉnh thoảng tin thêm về Thánh giáo lượng, tức là lấy kinh điển Vệ Đà làm nguồn gốc của chân lý và xem nó còn quan trọng hơn cả trực quan và suy luận đúng, cũng như là một số cái phương diện nhận thức khác. Và dĩ nhiên là trong nhận thức thì nó có nhận thức có giá trị, valid knowledge, và nhận thức phi giá trị, invalid knowledge, tức là không phản ánh đúng được cái bản chất của thực tại như chúng đang tồn tại. Rồi các cái giới hạn của nhận thức, cách vượt qua các cái nhận thức để đạt được thành là trí tuệ. Thì mỗi trường phái triết học Ấn Độ trình bày quan điểm về nhận thức luận rất là khác nhau. Thứ tư, hệ thống giá trị, axiology. Thì mỗi một tôn giáo tạo ra hệ giá trị khác nhau, mỗi triết học tạo ra hệ giá trị khác nhau. Thì ngày nay đó, các quốc gia đang có xu thế chia ra có hai hệ giá trị để làm nổi bật quốc gia. Thứ nhất là quyền lực cứng, thông qua việc khẳng định sức mạnh quân sự và kinh tế theo hướng bành trướng bá quyền. Và điểm mẫu trong xu thế này đó là Trung Quốc. Cái xu thế chống lại cái sự thân thiện và hòa bình của toàn cầu và bị toàn cầu lên án, chẳng hạn như cái chính sách thôn tính Biển Đông, xâm phạm vào chủ quyền biển của Việt Nam và các nước ở trong khu vực, như là cái vụ xâm phạm bãi tư chính của Việt Nam từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019. Cái giai đoạn mà các siêu cường quốc dùng quân sự để thôn tính và biến các nước tác vào thực địa đó đã trôi qua rồi. Cho nên thể hiện quyền lực cứng trong cái bối cảnh
của thiên niên kỷ thứ ba được xem là một chính sách không thông minh của các nhà lãnh đạo, là độc ác và là hay là thiếu thông minh. Quyền lực thứ hai nó gọi là quyền lực mềm. Trong quyền lực mềm nó có ba cái trụ cột. Trụ cột một á là đề cao bản sắc văn hóa của đất nước. Tất cả mọi ngoại giao quốc tế đều thông qua cái giới thiệu văn hóa này để người ta quý trọng, và thông qua đó nó phát triển được cái nguồn du lịch, bao gồm là du lịch tâm linh. Và đó là một cái ngành công nghệ không khói tạo ra tiền và giúp cho là các quốc gia khắp nơi trên thế giới quý trọng đất nước mà có cái nền văn hóa lâu đời này. Trụ cột thứ hai đó là giá trị quốc gia. Giá trị quốc gia thì nó phải dựa trên văn hóa, trí thức và nhiều cái phương diện khác nhau, bao gồm tôn giáo và triết học. Thì từ xưa đó, hai trường phái triết học Ấn Độ, chính thống và chư phóng đã nhấn mạnh đến hệ thống giá trị này. Đến một cái trường phái triết học nào đó thì chúng ta phải làm quen với hệ giá trị đó, chấp nhận hệ giá trị đó và sống với cái hệ giá trị đó. Và thứ ba đó, trụ cột ba đó, đó là chính sách ngoại giao quốc tế. Ngoại giao quốc tế thông minh đó, thì phải nhấn mạnh đến là bản sắc dân tộc và hệ giá trị. Còn ngoại giao cực đoan đó thì nhấn mạnh đến góc độ quân sự và kinh tế, lấn lướt các nước nhược tiểu mà cách chèn ép và ăn hiếp, bắt nạt. Thì như vậy, bản chất của triết học Ấn Độ cổ đại luôn luôn kèm theo là hệ giá trị. Và thứ tư đó là giải thoát lự, soteriology. Thì dầu là chủ nghĩa duy vật cổ đại Chavaka hay là nổi trội nhất trong các trường phái triết học của Ấn Độ, tức là Phật giáo, hoặc là có tiên khởi trong lịch sử triết học của Ấn Độ, đó là Bà La Môn giáo, thì các trường phái triết học Ấn giáo đều có quan điểm về sự giải thoát con người khỏi mỗi ràng buộc của khổ đau khác nhau. Thì đây là năm nhóm chủ đề được gọi là phạm trù triết học quan trọng của triết học Ấn giáo cổ đại. Thì dĩ nhiên là khi phân tích vào nội hàm của năm vấn đề này đó, thì chúng ta vẫn là nhấn mạnh ở phần giải thoát luận thôi. Còn bốn phương diện như là vũ trụ luận, bản thể luận, nhận thức luận, hệ thống giá trị thì sẽ rất ít, thì nó không có đi sâu vào chủ đề chúng ta. Như vậy nếu cần chăng á, là chúng ta sẽ đề cập đến cái phần nhận thức luận để hỗ trợ cho phần giải thoát luận ở trong triết học Ấn Độ cổ đại. Bốn nhỏ, các chủ đề phổ quát. Ngoài năm phạm trù triết học quan trọng tạo ra tính học thuyết, tính dị biệt, tính đặc sắc giữa các trường phái triết học Ấn Độ cổ đại, thì mỗi trường phái triết học Ấn Độ cổ đại đều đề cập đến tất cả các khái niệm trọng tâm sau đây: Dhamma tức là pháp, Karma tức là nghiệp, Samsara tức luân hồi, Reincarnation tức tái sinh, Dukkha tức khổ, Renunciation tức là xuất gia, rồi thiền, Moksha giải thoát, và Nirvana niết bàn. Dĩ nhiên khái niệm niết bàn á là đặc thù ở trong Phật giáo, còn các tôn giáo khác á thì cũng có đề cập ít nhiều với những cái quan điểm tương đồng và dị biệt. Thì các cái chủ đề phổ quát này đó trở thành là những vấn đề được đề cập, phân tích, giảng giải từ học thuyết cho đến hành trì trong các trường phái triết học Ấn Độ. Và trong số các cái khái niệm này đó thì quan trọng nhất vẫn là khái niệm Dhamma. Và chúng ta thấy là nó có một sự khác biệt rất là đối lập nhau giữa quan điểm Dhamma trong đạo Đa Thần Bà La Môn và Dhamma trong đạo Phật,
cũng như là khái niệm karma là nghiệp mang tính định mệnh, số phận ăn bài của đạo Bà La Môn, so với nghiệp là bản chất là các hành vi mà về bản chất có thể thay đổi được, chuyển hóa được, vô hiệu hóa được của đạo Phật. Và dựa trên hai cái khái niệm khác nhau trời và vật này giữa các tôn giáo đa thần và vô thần tại Ấn Độ, thì quan điểm về khổ tạo ra cho con người trên nền tảng của nghiệp và Dhamma là rất khác nhau. Và từ cái bản chất của sự khổ này thì các trường phái triết học của Ấn Độ mới nỗ lực là làm thế nào để kết thúc sự tái sinh. Mà theo họ, bản chất của sự tái sinh là khổ, và con đường để dẫn đến kết thúc tái sinh được các trường phái triết học Ấn Độ nêu ra gồm có: đầu tiên là sự xuất gia, tức là phải trở thành các đạo sĩ, mà cụ thể hơn là sống đời ẩn sĩ Muni, Hán Việt phiên âm là Mâu Ni, ở trong rừng hoặc là ở trên núi và xa lánh thế gian. Đó. Thì từ cái đời sống xuất gia này đó, nó mới phát sinh ra các cái thực hành, mà cụ thể chính yếu nhất vẫn là gọi là thiền định, để đạt được sự thanh lọc tâm. Đạo Phật thì nhấn mạnh đến góc độ này. Còn các tôn giáo đa thần của Bà La Môn giáo đó, gồm mà 6 phái triết học chính thống, thì phần thiền chỉ là phần phụ thôi, và họ nhấn mạnh đến tế lễ, rồi tín ngưỡng, rồi các cái lối tu khổ hạnh, rồi đọc các thần chú vân vân, để hiệp thông giữa tiểu ngã của mỗi người với Brahma, tức là đấng sáng thế. Mà theo họ, đây là cách duy nhất để giúp cho con người đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Đang ghi theo đạo Phật, trường phái vô thần tiêu biểu nhất, thì con đường giác ngộ giải thoát đó là một tiến trình của chánh đạo, gồm có 3 trụ cột, tức là hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định. Thì những phần này đó chúng ta sẽ đào sâu ở các cái chủ đề sau. Để giúp cho chúng ta dễ nhớ, trong cái bản này tôi tổng hợp gồm 5 phạm trù triết học chính, những phạm trù quan trọng ấy, kèm theo đó là những cái khái niệm triết học và tôn giáo của các trường phái triết học và Ấn Độ vô thần và đa thần. Và khi đối chiếu đó, thì trong bản này chúng ta thấy đó, cái cột cuối cùng Ấn giáo chánh thống, tức là các trường phái đa thần phi sa môn, thì gồm có 6 phái triết học chính phát triển chính yếu từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Và 4 cái cột đầu á là 4 trường phái vô thần, bao gồm Ajivika Phật giáo, Chavaka chủ nghĩa duy vật, và Jainism đó, tức là kỳ nã giáo. Thì từ khái niệm mà tôi tạm sắp theo cái tầm quan trọng dựa vào tính phổ quát của nó trong lý thuyết và hành trì, để chúng ta dễ hình dung. Thứ nhất là về khái niệm nghiệp karma, thì cả 6 trường phái triết học chánh thống của Ấn Độ đều thừa nhận rằng nghiệp có bản chất là một cái định mệnh. Còn 2 trường phái vô thần tiêu biểu nhất, nổi trội nhất, đó là Phật giáo và kỳ na giáo, thì thừa nhận rằng nghiệp gồm có 3 phương diện: nghiệp tư duy, nghiệp lời nói, nghiệp thân thể. Và kỳ na giáo thì vẫn còn có một giới hạn nhất định, mặc dù chủ trương nghiệp là có hậu quả, nhưng con đường giác ngộ giải thoát theo họ đó, nó lại có một phần định mệnh. Đúng 5 tháng ngày về đó thì sự giác ngộ giải thoát sẽ được diễn ra. Thì như vậy họ đã vô tình chấp nhận một phần định mệnh của nghiệp. Còn đạo Phật đó, thì cho rằng là nghiệp nó diễn ra theo 3 chiều thời gian, và chiều hiện tại là quan trọng nhất.
Cho nên những nghiệp quá khứ, quá khứ và quá khứ ở những đời trước có thể được thay thế bằng tiến trình gọi là vô hiệu nghiệp, tức là thay thế các nghiệp đối lập với cái khối lượng tương hoặc nhiều hơn thì các nghiệp quá khứ sẽ bị loại trừ, dẫn đến tiến trình gọi là vô hiệu nghiệp, tức là không có kết quả. Và đây là cái nghiệp rất là nổi tiếng đạo Phật, để từ đó con người phải trách nhiệm về số phận của mình chứ đừng đổ lỗi cho quá khứ thằng ta. Thì đây là cái vấn đề nổi trội và khác nhau rất đặc biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo vô thần và đa thần. Thứ hai là luân hồi samsara. Trong sáu phái triết học Ấn Độ phần lớn là đều thừa nhận, nhưng mà nó cũng có một hai trường có khuynh hướng là không quan tâm đến, và có khi đó có những cái định đề phủ định cái diễn trình của luân hồi và cho rằng nó chết nó là hết rồi. Đó. Thì phần này chúng ta sẽ đi vào phương diện dân bản khi học đến cái chuyên đề này. Còn trong tôn giáo vô thần của Ấn Độ cổ đại đó thì chủ ý duy vật Chavaka là phái duy nhất phủ định tính luân hồi, thì cho rằng chết là dấu chấm cuối đời. Còn ba phái vô thần còn lại là Kỳ Na giáo, Ajivika và Phật giáo đều thừa nhận có luân hồi, và cái quan điểm về luân hồi ở ba trường phái vô thần này cũng khác nhau, mặc dù đều chấp nhận khái niệm nhưng nội hàm là khác nhau, cho nên đừng có đánh đồng khái niệm với nội dung. Thì các trường phái triết học vô thần và đa thần của Ấn Độ đều khác nhau, và đây là điểm đặc sắc của chủ nghĩa duy vật cổ đại. Chủ nghĩa duy vật hiện đại thì không chấp nhận cái thần, họ chỉ chấp nhận chính trị trên chủ nghĩa giai cấp thôi. Còn chủ nghĩa vô thần của Ấn Độ cổ đại đều là các chỉ sống đời ẩn giản dị và có tu trì, chỉ là có những cái tự tu trì của họ đó nó trở thành là ép sát, mà vốn Đức Phật cũng đã từng trải qua 5 năm rưỡi suýt nữa là bỏ mạng. Thì trong Bà La Môn giáo gồm có 6 chùa phái chính thống đó, họ có cái khái niệm là san giác sa. Sanasa này đó là chỉ cho người xuất gia. Thì người xuất gia đó thì phần lớn là ở cái giai đoạn thứ 4 của kiếp người, tức là sau khi về hưu rồi mới đi tu. Thì về sau này đó, từ cái giai đoạn của triết gia Sankara đó, thì ảnh hưởng từ Phật giáo Đại Thừa, cho nên họ bắt đầu tiếp thu triết học Phật giáo và bắt đầu gọi là cấp tăng và khích lệ xuất gia từ tuổi trẻ thơ, và chấp nhận nó như là một cái sự bổ sung. Còn trong triết học và Ấn giáo cổ đại đó, đến tuổi về hưu mới đặt ra vấn đề đi tu thôi. Đó. Thì như vậy Phật giáo và các cái trường phái triết học khác á, thì phải nói rằng đó là Phật giáo là nổi trội nhất, là bởi vì xa lánh được các pháp tu khổ hạnh của đạo Bà La Môn và các đạo Sa Môn vô thần. Vì Đức Phật đã nhận thức rõ rằng là cái việc tu khổ hạnh ép sát thực ra chỉ làm cho cơ thể này đau nhất, từ đó nó không lên cái ý niệm hưởng thụ là giác quan như là một nhu cầu, và đó chỉ là đè đá trên gõ thôi, thức chế nó chứ không phải là sự chuyển hóa. Thứ tư là về phương diện tín ngưỡng, prati. Tiếng Bali gọi là prati. Thì phần lớn 6 trường phái triết học Ấn Độ đa thần đó thì chủ trương prati đó là yếu tố quan trọng không thể thiếu áp dụng cho các đạo sĩ và các tín đồ. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có phái như là yoga không có quan trọng về prati, mà phải tập trung về các cái sasana, tức là những cái động tác luyện tập, trong đó có động tác thở, tức là một cái phương diện của thiền.
để đưa đến giác ngộ và giải thoát. Còn trong các trường phái vô thần đó thì chủ nghĩa duy vật Chavaka phủ định không cần thiết. Còn ba trường phái vô thần còn lại bao gồm Phật giáo, Kỳ Na giáo, Ajivika thì đều có các hình thức tín ngưỡng, và trong các hình thức tín ngưỡng này đó thì đạo Phật của chính Đức Phật đó, được gọi là đạo Phật giai đoạn đầu cho đến 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì hầu như các cái tín ngưỡng thuộc tôn giáo là không có. Nó có những cái hành trì mà nhìn từ bên ngoài nó giống như tín ngưỡng, nhưng mà bản chất đó, nó là sự trải nghiệm thôi. Như vậy từ thế kỷ thứ hai trước Tây lịch trở đi cho đến các niên đại Tây lịch về sau này đó, thì tính Prati bắt đầu đã được đạo Phật tiếp thu từ Bà La Môn giáo cũng như là một phần của các cái trường phái vô thần. Đây là cái phần phát triển về sau này. Cho nên tôi thường nói đó, tín ngưỡng chỉ là cái vỏ bên ngoài của đạo Phật chứ không phải là cái giá trị cốt lõi. Và tôi thường sánh ví đó, tín ngưỡng trong đạo Phật cũng giống như là sự sống của các dây trùm rễ bám lên thân cội Bồ đề. Chúng ta sử dụng nó như là một công cụ giới hạn để dẫn dụ những người nặng về tín ngưỡng vào trong đạo Phật. Nhưng mà khi mà họ đã chính thức trên Phật Phật tử rồi thì chúng ta phải gọi là thay thế dần các cái tín ngưỡng mang tính mê tín của các tôn giáo để giúp cho họ đi trên chánh đạo. Còn nếu chúng ta không tháo dỡ cái phần tín ngưỡng được tiếp biến từ các tôn giáo khác á, thì chúng ta làm mất đi hoặc là mờ nhạt đi yếu tố minh triết của đạo Phật, mà vốn Đức Phật nhấn mạnh yếu tố này trở thành là giá trị cốt lõi. Thứ năm, bất bạo động, ahimsa và lối sống ăn chay, vegetarianism. Thì tất cả các tôn giáo hữu thần hay vô thần trong triết học Ấn Độ cổ đại đều khích lệ hai vấn đề nêu trên. Ngay cả chủ nghĩa duy vật cổ đại Ấn Độ đó thì vẫn có những bằng chứng gián tiếp ở trong văn bản của Kỳ Na giáo và Phật giáo rằng đó là họ tán dương vấn đề này. Còn về nguồn gốc đó, thì chủ nghĩa ăn chay đó có mặt đầu tiên trong tôn giáo nào thì đại đa số đó chấp nhận rằng là nó có mặt ở trong Kỳ Na giáo Jainism, và đi theo một cái hướng rất là cực đoan vegan, tức là không uống sữa, không ăn trứng và những sản phẩm được chế tác từ hai thứ này. Thì đây là cái trường phái đầu tiên trên toàn cầu cho đến thời điểm hiện nay vẫn giữ trung thành với cái quan điểm đó. Còn Phật giáo trong giai đoạn đầu từ thời Đức Phật Thích Ca cho đến hết cái thế kỷ kỷ nguyên đầu của Tây lịch đó, thì vẫn chấp nhận tam tịnh dục vì sống đời sống du mục và hành khất, cho nên ai cho cái gì nhận cái đó, miễn là không thấy người ta trực tiếp giết, không nghe âm thanh của các con vật bị giết và không có cái hoài nghi gì về hai vấn đề này, thì thực phẩm đó dù mình có ăn hay không ăn, tiếp nhận không nhận, con vật là chết rồi. Như vậy cái cộng nghiệp sát hại trong tình huống này đó nó trở thành là zero hóa, nó không đáng kể, cho nên nó được phép ăn. Thì từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, khi mà Phật giáo Đại thừa phát triển đến đỉnh cao, cụ thể là qua kinh Lăng Già, cái bản kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa về chủ nghĩa ăn chay, thì ảnh hưởng về văn hóa ăn chay lan rộng trên toàn cõi Ấn Độ. Và quan điểm của tôi cũng như là nhiều học giả Ấn Độ học khác đó thì cho rằng đó là chủ nghĩa ăn chay như chúng ta thấy ảnh hưởng đến đất nước Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến bây giờ là từ Phật giáo Đại thừa, chứ không phải là từ đạo Kỳ Na. Vì cái tầm ảnh hưởng của đạo Kỳ Na nó quá yếu và nó quá thiên cực đi. Và cái hình thái ăn chay của Ấn Độ mà hiện nay nó khoảng là 600 triệu người ăn chay trường từ thuở còn ở trong bụng mẹ, thì rõ ràng là ăn chay theo phong cách Phật giáo Đại thừa chứ không phải ăn chay theo phong cách vegan. Do đó dựa vào văn bản Pali như là cái cuộc tế lễ của vua Bimbisara, thì
Thái tử Sa Môn Siddhartha Gautama gặp ở tại Magadha, thì 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo và rất nhiều các con vật khác chuẩn bị bị giết thịt để tế Brahma và các hình thái như là Vishnu và Shiva để cầu cái sự bình an, hòa bình cho đất nước, sự tài vị lâu dài của nhà vua cũng như là của hoàng gia. Thì vậy khi mà người ta giết thịt được thì không có lý do gì mà ta không ăn được. Thì theo cái dữ liệu đó cũng như là được gián tiếp ghi nhận ở trong các cái bản văn của Kỳ Na giáo, thì chúng ta thấy là cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, đạo Bà La Môn vẫn chủ trương ăn mặn. Thì cái ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa trong tình huống này là rất đáng được trân trọng. Thứ năm, tự do ý chí Chetana. Trong tất cả tôn giáo hữu thần và đa thần của Ấn Độ, Ajivika là trường phái duy nhất phủ định Chetana, tức là chấp nhận, không có chấp nhận là có cái tự do ý chí gì hết đó. Còn các trường phái còn lại đều thừa nhận là có. Thì đạo Phật là trường phái triết học duy nhất của Ấn Độ giải thích rất rõ về Chetana. Thì Hòa Thượng Minh Châu là dựa vào bản dịch của chữ Hán, cho nên đã chuyển dịch cái từ này là tác ý. Còn cái từ hiện đại thì có thể chúng ta thay thế bằng những cái từ như là khởi tâm hay là có dụng tâm hay là có ước muốn, là volition, thì có thể giúp cho người Việt Nam hiện đại dễ hiểu hơn. Còn cái chữ tác là tác động, ý là cái ý thức của mình, tác động ý thức thì nó mới được hiểu, thì khái niệm đó hay là khó hiểu. Thì học thuyết tác ý trong đạo Phật đó, nó được xem là đạo diễn cho các hành vi lời nói và việc làm. Ví dụ trong Kinh Tăng Chi có câu này các tỳ khưu, do có tác ý cho người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm, tác ý là nghiệp. Thì cái câu này đó, phần lớn các học giả Phật giáo Nguyên Thủy lý giải rằng đó, các hành động nào đi kèm và được đạo diễn bởi tác ý thì mới có cái kết quả. Tôi cho rằng đó là một sự giải thích rất là nguy hại. Là bởi vì có những hành động dù không có tác ý, dù chỉ là vô tình thôi, chẳng hạn như sự đụng xe dẫn đến chết người, đâu có ai có dụng ý giết chết người đâu. Hoặc là một thợ săn đó là bắn đại, hoặc là tập bắn trong rừng đó, không có dụng ý giết con thú vật, hay là có dụng ý giết con người nhưng mà nó lạc đạn dẫn đến chết người, thì hậu quả đó người tạo ra cái chết vẫn phải đền mạng theo luật pháp. Cho nên á, hành động có tác ý thì nó thể hiện qua cụ thể và lời nói việc làm. Hành động không có tác ý vẫn dẫn đến các hậu quả. Đang khi Đức Phật muốn nhấn mạnh tác ý là một loại hành động, chứ không nên dừng hành động ở lời nói và việc làm. Chứ Đức Phật không nói rằng đó hành động có tác ý mới có kết quả và không có tác ý không có kết quả. Hai vấn đề này rất là khác nhau. Thì tôi cho rằng đó, học thuyết về tự do ý chí của Đức Phật sâu sắc hơn tất cả các trường phái triết học Ấn Độ còn lại. Thứ sáu, về ảo giác Maya, thì chỉ có chủ nghĩa duy vật là phủ định. Còn tất cả các trường phái còn lại bao gồm Phật giáo đều thừa nhận và xem con đẻ của vô minh, và đó là cái chúa ngàn vật. Thể ai sống với nhận thức sai hay là ảo giác thì đều không có khả năng tiếp cận được chân lý, đều không thể phát huy được chánh tri kiến và trí tuệ, đều không đạt được cái chân tuệ. Thứ tám, Atman, ngã hay còn dịch là tiểu ngã. Chỉ có hai trường phái trong triết học Ấn Độ cổ đại phủ định, đó là chủ nghĩa duy vật và sâu sắc nhất vẫn là Phật giáo. Còn
Ajivika, Kỳ Na Giáo và 6 trường phái triết học chánh thống của Ấn Độ đều thừa nhận có Atman. Và cái khái niệm Atman trong tiếng Sanskrit hay là Atta trong Natta trong tiếng Pali thì chúng ta phải hiểu nó không phải là sự phủ định về tính hiện hữu của tổ hợp nhân tính. Chúng ta phải nhớ nha, nó chỉ là sự ghi nhận về tính phi thực thể thôi, chẳng phải là, chứ không phải là không có. Chính vì thế cái từ dịch Anatta đó, ở trong chữ Hán chuẩn nhất là phi ngã, còn dịch vô ngã tức là không có cái tôi, nó không chuẩn, không chuẩn về dạng ngộ nhận. Và vì cái tiếp đầu ngữ A đó, có khi đó nó là chẳng phải là, có khi đó là không có, cho nên nó làm cho các triết gia Ấn Độ đa thần đó đã cố tình phủ định Phật giáo, cho rằng Phật giáo là người hay là cái trường phái, và là làm cho con người mất đi hết tất cả trách nhiệm đạo đức của hành vi về phương diện luật pháp, dân sự và xã hội. Và nếu mà không có tôi thì các hành động phạm pháp ai chịu trách nhiệm đây? Đang khi Đức Phật đâu có phủ định là không có cái tôi. Ngài nói cái tôi đó chẳng phải là, tức là nó là tổ hợp quá. Thân thể thì gồm có đất, nước, lửa, gió. Tâm nó gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cho nên đó, dùng cái từ chuẩn là phi ngã để thay thế cho cái từ vô ngã. Đó là cái dịch từ mà theo tôi đó, nó dẫn đến tình trạng không bị ngộ nhận. Thứ chín, đấng sáng thế Brahma, thì 4 trường phái vô tầng đều phủ định, và nổi trội nhất vẫn là Phật giáo. Không có trường phái triết học nào bao gồm chủ nghĩa duy vật hiện đại phủ định tính tồn tại của Thượng Đế và thẩm quyền của Thượng Đế như là đạo Phật. Còn 6 trường phái triết học Ấn Độ chánh thống thì thừa nhận, và thỉnh thoảng nó có một vài đoạn văn nó lại phủ định. Người ta cho rằng đó, cái tính phủ định trong một vài trường phái đó có thể là các bản văn đã bị biên tập thêm thắt về sau này. Còn về tính nguyên thủy thì Ấn Độ giáo truyền thống thừa nhận Brahma là đấng sáng thế. Về sau này đó thì họ tạo ra thêm 2 biến thế của Brahma để tạo ra nhất thể tam thần, đó là Vishnu đấng duy trì sự sống, và Shiva là đấng quỷ diệt sự sống. Về các học thuyết đó thì chúng ta thấy có các phạm trù chính, đó là nhận thức luận, giải thoát luận và siêu hình học. Về nhận thức luận đó thì 6 trường phái chánh thống chủ trương ít nhất như là Vaisheshika chỉ có 2 phương diện nhận thức thôi, và Vệ Đăng Đà thì chủ trương đủ cả 6 phương diện nhận thức. Còn 4 trường phái còn lại thì chủ trương từ 3 cho đến 5. Thì 6 phương diện nhận thức đó bao gồm Prajak, đó là trực quan, Anumana, tức là suy luận, Upamana, tức là so sánh, rồi Athabati, tức là các định đề, Anubalani, đó là phi trực quan, để tạo ra các cái nhận bằng chứng nhận thức hoặc là phủ định đó. Và cuối cùng đó là thánh giáo lượng, tức là xem kinh điển Vệ Đà đó là nguồn chân lý, là một cái nguồn nhận thức, thậm chí là cao cấp hơn 5 nguồn nhận thức nêu trên. Thì đây là cái phái Vedanta chủ trương, vì nó là ra đề sau nhất, cho nên tổng hợp 5 trường phái triết học chánh thống có trước đó và đưa ra cái quan điểm nhận thức gồm có cả 6 phân diện. Còn trong Kỳ Na giáo thì chủ trương Kỳ Na giáo và Ajivika đó, 2 trường phái vô thần, thì chủ trương có 3 phương diện, đó là trực quan, suy luận và thánh giáo lượng. Phái chủ nghĩa vô thần thì có chủ trương trực quan thôi, còn đạo Phật đó chủ trương có 2, và cụ thể đó là đạo Phật đại thừa, bắt đầu từ các triết gia đại thừa đó
thì chủ trương có trực quan và suy luận. Thì phần này đó chúng ta có một cái môn học đó là logic học Phật giáo trong chương trình triết học và Phật giáo năm thứ ba. Còn các khoa Phật học còn lại đó thì không có cơ hội đào sâu vào phương diện nhận thức này. Thì cái trực quan về bản chất đó, thì nhận thức luận ở trong triết học Ấn Độ cổ đại nó cũng còn được gọi là logic học. Có khi đó người ta nghiên cứu nó dưới góc độ của logic học, có khi được nghiên cứu dưới góc độ nhận thức luận. Hay là một cái khác đó, nếu phương Tây gọi các cái phương diện này, tức là trực quan, suy luận, so sánh, định đề và thánh giáo lượng là nhận thức luận, thì triết học Ấn Độ cổ đại dùng bằng một cái từ, đó là logic naya, và có khi dùng đó là Brahmana, tức là phương tiện nhận thức. Tức là dùng bằng hai cái khái niệm. Như vậy và triết học Ấn Độ cổ đại phong phú hơn triết học phương Tây khi nói về các vấn đề nhận thức, có khi đó là phương tiện nhận thức và có khi đó là logic cho vấn đề nhận thức. Về giải thức luận thì bên chủ nghĩa duy vật cổ đại phủ định hoàn toàn thuyết trời phái Ajivika, thì chủ trương qua khái niệm Samrasuddhi. Còn kỳ đại giáo thì có hai khái niệm là Siddha và Nirvana. Tức là Nirvana thì có đầu tiên ở trong đạo Kỳ Na và được phát triển tình cờ rất là sâu, có hệ thống dựa trọi lên trên tất cả các nền triết học Ấn Độ cổ đại, đó là Phật giáo. Nirvana, Nibbana ở trong tiếng Pali và Nirvana trong tiếng Sanskrit. Còn trong triết học chánh thống giáo thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều khái niệm được đề cập đến, như là Moksha hoặc là Nirvana hoặc là Kaivalya và những cái khái niệm về sau này. Chúng ta sẽ có cái cơ hội đào sâu về chuyên đề của chúng ta cho cái chương trình tiến sĩ là đào sâu vào vấn đề này. Cuối cùng là khái niệm siêu hình học, này còn được gọi là thực đại tuyệt đối, tức là cái phần quan trọng nhất của siêu hình học metaphysics. Thì phái Ajivika và Chavaka là không có đề cập đến. Còn thực tại tuyệt đối trong phần giáo đại thừa đó thì gọi là Sujata. Thì đây là cái khái niệm mà được các triết gia Ấn Độ chấp nhận và đưa vào thảo luận triết học, bao gồm là phủ bác đó hoặc là đồng tình với nó. Còn trong phần giáo nguyên thủy đó thì Dhamma đó là thực tại. Thì mỗi một cái Dhamma đó là nó là thực tại trong chính nó, chia ra làm hai phương diện nhận thức, đó là nhận thức tương đối, tức là các mặc định thế gian, và nhận thức tuyệt đối, tức là chân lý ở trong chính đó về từng thực tại một. Thì cái phần này thì trong Phật giáo nguyên thủy rất là sâu sắc, được đề cập ở trong Abhidhamma, gọi là vô thủy pháp. Còn trong Kỳ Na giáo thì chúng ta có một cái khái niệm Aneka Tavada cũng rất là sâu sắc. Chúng ta sẽ có cơ hội đào sâu vào khi mà học đến triết học Kỳ Na giáo. Còn trong các trường phái triết học chánh thống của Ấn Độ đó thì khái niệm Brahma được xem là thực tại tuyệt đối quan trọng nhất, vượt lên trên các thực tại, có trước nhất các thực tại, và sẽ là một sai lầm nếu lấy cái khái niệm tư duy và các nhận thức có giới hạn qua năm loại nhận thức trực quan, suy luận, so sánh, định đề và phi trực quan để đánh giá về Brahma là một sai lầm. Chỉ có thể vay mượn sách đa một phần của thánh giáo lượng, mà cụ thể nhất là Vệ Đà, Upanishad và Bhagavata-vada để đánh giá về Brahma thì mới có thể tiếp cận được cái thực tại siêu việt này. Đó là quan điểm của các triết gia Ấn Độ theo trường phái chánh thống. Nói tóm lại đó, thì các khái niệm triết học Ấn Độ cổ đại của phái chánh thống và phi chánh thống thì gồm có 10 khái niệm và 3 phạm trù triết học chính. Chúng ta đã điểm qua một cách rất là khái quát qua cái bản so sánh đối chiếu này,
có thể giúp cho chúng ta là nhớ trong sự so sánh tương đối, để sau này khi mà mình chọn các cái chuyên đề nghiên cứu về triết học Ấn Độ thì chúng ta có thể chọn trong các cái khái niệm và các cái phạm trù triết học này, hoặc là mở rộng thêm những cái khái niệm và phạm trù triết học khác. Thì tôi hy vọng rằng đó, bằng việc điểm qua về các khái niệm triết học Ấn Độ, thì các nghiên cứu sinh đó một mặt được ôn lại những gì mình đã học ở chương trình cử nhân và thạc sĩ, mặt khác đó hệ thống quá và đi vào cái phần phân tích điểm tương đồng và dị biệt, để từ đó chúng ta mới làm nổi bật được quan niệm giải thoát ở trong Phật giáo của Đức Phật Thích Ca và của các triết gia Phật giáo về sau này. Tâm thư kêu gọi đóng góp xây dựng chùa Giác Ngộ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kính thưa các mạnh thường quân, các Phật tử trong và ngoài nước, tôi rất hoan nghỉ chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng lớn trong việc xây dựng trung tâm tu học lớn trực thuộc chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giá trị của ngôi chùa rất cao quý, như Hòa Thượng Mạnh Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống bao đời của tổ tông. Thật vậy, chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tâm sĩ, thiều môn hưng thịnh nhờ hạnh nhân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa tạo tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các vị tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, nhằm giúp mọi người quay về chánh đạo, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần nhập thế phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Theo đuổi trung thành lý tưởng cao quý trên, từ năm 2002, sau hơn 7 năm tu học tại Ấn Độ, đến nay 2019, tôi đã thuyết giảng khoảng 5.000 bài pháp thoại trong và ngoài nước. Mỗi năm tổ chức hàng trăm khóa tu cho thanh thiếu niên, mầm non, thiếu nhi, trung niên và lão niên, với hàng chục vạn lượt Phật tử tham dự, bao gồm chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Thượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, tôi đã thành lập nhiều đạo tràng tu học tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, v.v. Do giới hạn không gian trong 850 mét vuông, chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu có 7 tầng lầu, chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng lúc, nhằm mang lại lệ lạc cho hàng vạn Phật tử hữu duyên. Chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều chùa chi nhánh ở các tỉnh thành, nhằm nhân rộng mô hình tu học nhập thế hiệu quả sẵn có, đặc biệt là tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với nguyện vọng chân thành đó, đầu năm 2008, tôi được vợ chồng Phật tử Chân Phúc, thành phố San Diego, Hoa Kỳ, cúng dường 5 hectare đất tại ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cuối năm 2008,
sau khi tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm này, do tôi vận động đưa về Việt Nam và làm tổng thư ký, các Phật tử đã ủng hộ giúp tôi mua mở rộng thêm 7 hectare đất tại đây. Sau 10 năm chờ đợi, dưới sự gia trì của Tam Bảo và theo tâm nguyện của nhân dân và Phật tử địa phương, 15 hectare đất của tôi đã được chấp thuận chủ trương xây dựng chùa Giác Ngộ qua quyết định số 568 ngày 27 tháng 12 2018 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và quyết định số 1937 ngày 26 tháng 12 2018 của Ban tôn giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lễ bổ nhiệm tôi làm chủ trì và đặt ra xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra vào lúc 8 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 2 2019 nhằm 12 tháng giêng năm Kỷ Hợi, với sự tham dự của hơn 2.500 Phật tử tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phụ cận. Chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo dự kiến sẽ có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30m, một trệt một lầu với diện tích mỗi sàn 3.000m, có sức chứa cho 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài giảng đường, nhà tổ, tăng xá, nhà ăn, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có trung bình từ 6 đến 8 khách xá có thể dùng chứa cho sự tụ họp lớn của Phật tử tại gia. Ngoài giảng Phật Thích Ca trên tòa chánh điện thì tại đây có tượng Phật Thích Ca đứng ba mặt cao 32m. Ngoài ra còn có các Đức Phật Bồ Tát và 18 A La Hán. Tại chùa này đó thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa, công viên Tình Thương với nhiều tượng bằng đá bằng đồng từ 1m6 đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 250 đến 300 tỷ đồng Việt Nam. Dự kiến nếu có giấy phép xây dựng vào quý 2 năm 2019 thì chùa sẽ được hoàn thành trong 3 đến 4 năm. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là trung tâm tu học Phật pháp, thực tập thiền Vipassana, trải nghiệm tỉnh thức và từ bi, làm các việc nhân đạo phục vụ cộng đồng, có khả năng chứa 5 đến 10.000 Phật tử tu học. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước phát tâm Bồ Đề, đóng góp tịnh tài cho công trình quan trọng này. Sự đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi tinh tấn hơn nữa trên bước đường phụng sự Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân 8 những công đức to lớn của quý vị trong việc cúng dường, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng Tam Bảo gia hộ các quý mạnh thường quân, các Phật tử gần xa được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, phước lộc thọ đủ đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoa Nghĩa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật.
năm châu bốn biển dựng xây tình độ trần gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.